Kyoto trước kia là kinh đô của nước Nhật. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tham quan phố Nijidori ở Kyoto. Trải qua hơn ngàn năm là thủ đô của Nhật Bản, Kyoto vẫn còn giữ được nhiều hoạt động văn hóa truyền thống cho đến tận ngày nay. Dọc theo phố Nijidori, chúng ta sẽ khám phá hai diện mạo khác nhau của Kyoto, từ nét đẹp truyền thống cho đến vẻ đẹp hiện đại. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hiroki Sato. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tham quan phố Nijidori. Hiện tôi đang đứng tại một nơi mang đậm nét lịch sử của Kyoto. Đền Heian-jingu và chiếc cổng to lớn được xây dựng vào thế kỷ 19 là hai bản sao của kiến trúc cung đình xưa nằm ở trung tâm cố đô. Ngày nay, chúng thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Hành trình của chúng ta hôm nay bắt đầu từ khu vực Okazaki đến lâu đài Nijojo. Trên đoạn đường này, quý vị và các bạn sẽ khám phá những kiến trúc cổ và hiện đại cũng như cuộc sống của các cư dân. Đền Heian-jingu được xây dựng vào năm 1895, nhân kỷ niệm 1.100 năm thành lập kinh đô Heian-kyo, tức Kyoto. Kích cỡ đền Heian-jingu bằng 5/8 so với nguyên bản của cung đình thời xưa. Đền được xây dựng dựa trên nguồn tiền ủng hộ của cư dân địa phương và các nơi khác trên khắp nước Nhật. Hoàng đế Kammu sinh năm 737 và mất năm 806, là người có công xây dựng kinh đô Heian-kyo. Và hoàng đế Komei sinh năm 1831 và mất năm 1866, là người cuối cùng trị vì kinh đô này. Khu vực Okazaki bao quanh ngôi đền cổ kính với nền văn hóa hiện đại của Kyoto. Sau một cuộc nội chiến, hoàng đế Minh Trị, con trai của hoàng đế Komei, đã dời thủ đô nước Nhật đến Tokyo vào năm 1869. Tất cả các quan viên và họ hàng của họ cùng với nhiều thương gia cũng chuyển đến Tokyo. Vì thế, dân số Kyoto thời đó giảm đi 2/3. Ngày nay, xen lẫn nét đẹp của cố đô là một thành phố hiện đại Kyoto. Đến với Okazaki, các bạn sẽ có dịp thưởng ngoạn hồ Biwa và đến thăm nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới. Okazaki còn là nơi lớn thứ tư ở Nhật Bản, chuyên tổ chức các cuộc triển lãm nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp cũng như văn hóa địa phương ra thế giới. Shidai Matsuri hay lễ hội của các triều đại là một trong những lễ hội truyền thống ở Kyoto. Sự kiện này diễn ra vào tháng 10 hàng năm với việc tái hiện từng thời kỳ trị vì của các hoàng đế tại cố đô. Hình ảnh mà chúng ta đang thấy là đoàn diễu hành của 2.000 người với trang phục truyền thống của thời kỳ Heian, bắt đầu từ năm 794 và kết thúc vào năm 1185. Bộ trang phục này là bản sao bộ áo giáp của một người chỉ huy đã tồn tại cách nay khoảng 700 năm trước thời Heian. Các nghệ nhân đã khéo léo chăm chút từng chi tiết của bộ giáp, giúp nó không khác gì mấy so với nguyên bản. Kyoto thu hút du khách một phần cũng nhờ vào các bộ trang phục truyền thống được các thợ lành nghề tạo ra. Bao quanh đền Heian-jingu là khu vườn Shinen rộng lớn có diện tích 33.000 m². Vườn Shinen được xây dựng vào thời Minh Trị và trở thành một danh thắng ở Nhật Bản nhờ nghệ nhân làm vườn bậc thầy Ogawa Jihei đã dành khoảng 20 năm trong cuộc đời của mình để hoàn tất khu vườn này. Bước trên lối đi gọi là Garyukyo, gồm các tảng đá được xếp gần nhau và nối liền bên đây bờ hồ với phía bên kia bờ. Du khách có cảm giác như lạc vào một chốn thần tiên. Lối đi uốn lượn được mô tả như một con rồng đang nằm giữa hồ nước. Bầu trời phản chiếu trên mặt nước tạo cho du khách một cảm giác như mình đang đi trên mây. Vẻ đẹp của khu vườn này gần như không thay đổi trong nhiều thế kỷ qua. Một con cọp rất to, nó tự do đi lại trên một chiếc cầu được bao bọc bằng rào chắn vững chắc, nằm ngay phía trên đầu người đi tham quan. Đến với phố Nijidori,
chúng ta còn được tham quan sở thú thành phố Kyoto. Có hơn 130 loài động vật được nuôi dưỡng tại sở thú, thu hút trung bình 700.000 lượt khách tham quan mỗi năm này. Sở thú thành phố Kyoto mở cửa đón khách tham quan lần đầu tiên vào năm 1903. Chi phí xây dựng sở thú do cư dân Kyoto đóng góp. Nơi đây còn nổi tiếng nhờ đã nuôi dưỡng thành công 4 thế hệ của loài dưỡng gorilla, một công việc không đơn giản vì loài dưỡng gorilla rất khó sống được trong môi trường nuôi nhốt. Con dưỡng con gorilla này được sinh ra vào năm ngoái, trông nó rất khỏe mạnh và tỏ ra thân thiện với người chăm sóc nó. Đây là con hươu cao cổ. Nó có đặc điểm gì lạ không? Ông Hidefusa Sakamoto, trợ lý giám đốc vườn thú cho biết, con hươu cao cổ này có tên là Mirai. Nó có một hoa văn hình trái tim ở bên phải. Các bạn nhìn rõ không? Đây rồi, một hình trái tim. Khách tham quan rất thích ngắm nhìn đặc điểm khác biệt này của con hươu cao cổ. Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá phố Nizodori của chúng ta là Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia. Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại của Nhật Bản được trưng bày tại bảo tàng này. Đây là các bình hoa do nghệ nhân Kanjiro Kawai, sinh năm 1890 và mất năm 1966, tạo ra. Ông là một trong những thợ gốm nổi tiếng của Nhật Bản. Nghệ nhân Kanjiro Kawai đã chọn Kyoto là nơi bắt đầu sự nghiệp làm gốm của mình khi bước vào tuổi 20. Với lòng yêu nghề và sự khéo léo, ông dốc hết tâm trí của mình vào các tác phẩm bình hoa và tạo nên những sản phẩm nổi tiếng. Có 425 tác phẩm của ông Kawai được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại trên với tên là Bộ sưu tập của Kawakatsu, một doanh nhân đã sưu tầm các tác phẩm quý do nghệ nhân Kawai tạo nên. Kenichi Kawakatsu không chỉ sưu tầm sản phẩm của nghệ nhân Kanjiro Kawai mà còn hỗ trợ cho ông Kawai nguyên liệu để hoàn thành nhiều tác phẩm. Ông Ryuichi Matsubara, người phụ trách bảo tàng, cho biết có một điều gì đó chợt lóe lên khi họ gặp nhau, giống như hai tâm hồn yêu nghệ thuật nhận ra nhau. Và từ đó, ông Kenichi Kawakatsu và nghệ nhân Kanjiro Kawai trở thành hai người bạn thân thiết. Nhiều du khách khi đến tham quan bảo tàng này không khỏi ngạc nhiên và bày tỏ lòng cảm mến đối với tình cảm bạn bè bền chặt của hai người. Nằm cách bảo tàng nghệ thuật hiện đại không xa là bảo tàng Hosomi. Tại đây, người ta trưng bày các tác phẩm mỹ thuật và hiện vật từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 19. Trong số những tác phẩm ấn tượng là các bức tranh có từ thời Edo. Đó là sản phẩm được tạo ra nhờ sự kết hợp hài hòa giữa trí tưởng tượng và hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Tại bảo tàng này, khách tham quan còn thưởng thức trà đạo ngay tầng trên của bảo tàng. Phòng trà Cocoan phục vụ nhiều loại trà thượng hạng của Nhật Bản. Nếu đặt chỗ trước, du khách sẽ được trải nghiệm nghi thức uống trà theo phong cách của người Nhật. Rời bảo tàng Hosomi, chúng ta sẽ đến một nơi rất thú vị. Một ngôi đền hiện ra trước mắt. Một ngôi đền nữa. Và có rất nhiều ngôi đền ở đây. Nhiều quận tại thành phố Kyoto ngày nay vẫn còn lưu lại rất nhiều ngôi đền. Riêng tại khu vực này có hơn 10 ngôi đền. Tất cả chúng đều được gìn giữ và bảo quản rất kỹ lưỡng, như một phần của nét đẹp truyền thống của cố đô Kyoto. Vào năm 1708, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi nhiều nhà cửa đền miếu ở Kyoto. Sau đó người ta tái xây dựng các ngôi đền tại phố Nizodori. Vì thế khu vực này ngày nay trở thành một trong những nơi độc đáo bởi có nhiều ngôi đền hiện diện tại đây. Có người ví rằng cố đô Kyoto đã được thu nhỏ ở nơi này. Đến Nizodori, du khách không thể không ghé qua khu tưởng niệm Shimazu.
Tại đây có nhiều sản phẩm công nghệ được trưng bày. Vào năm 1875, Genzo Shimazu, sinh năm 1839 và mất năm 1894, người được sinh ra trong một gia đình thợ thủ công chuyên làm bàn thờ, đã thành lập tập đoàn sản xuất dụng cụ, máy móc ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến Shimazu. Tập đoàn Shimazu còn được biết đến là một trung tâm nghiên cứu và chế tạo dụng cụ hóa học và vật lý, cũng như nghiên cứu công nghệ hiện đại của phương Tây. Thấy được triển vọng của nền công nghiệp hiện đại dựa trên các thiết bị công nghệ khoa học, ông Genzo Shimazu thành lập tập đoàn này với ý tưởng mà nhiều người cho là tham vọng, tạo nên một nước Nhật nổi tiếng về khoa học công nghệ kỹ thuật cao. Tại khu tưởng niệm này, bên cạnh hàng loạt các tác phẩm sản xuất đầu tiên tại Nhật như ắc quy, máy quang cổ, kính hiển vi phân tử, chúng ta có thể tìm thấy máy chụp X quang chẩn đoán y tế cũng được sản xuất lần đầu tiên của Nhật Bản. Đây là sản phẩm trí tuệ của ông Genzo Shimazu, người con cùng tên của nhà sáng lập tập đoàn này. Ông Hideo Hayase làm việc cho tập đoàn Shimazu giới thiệu: tập đoàn của chúng tôi chế tạo dụng cụ công nghệ kỹ thuật cao để phục vụ đời sống xã hội. Kyoto luôn khuyến khích các hoạt động như thế này và tập đoàn Shimazu cũng vậy. Tham quan khu tưởng niệm, du khách còn tìm thấy mô hình của chiếc ô tô điện do người con Genzo Shimazu tạo ra. Đây là một trong các sản phẩm đã giúp Nhật Bản tiết kiệm rất nhiều trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu xăng dầu của mình. Ông cũng là người đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển loại ô tô thân thiện với môi trường ở Nhật Bản. Nét đẹp cổ kính của Kyoto còn được thể hiện qua các ngôi nhà gỗ nằm dọc đường đi. Điều ấn tượng đầu tiên của các ngôi nhà này chính là hàng rào mắt cáo làm bằng gỗ, một trong những lối kiến trúc chỉ được tìm thấy tại các căn nhà gỗ ở Nhật Bản. Nishidori có nhiều quán ăn nổi tiếng cung cấp thực phẩm mang đậm nét truyền thống của người Nhật. Theo tôi, lối kiến trúc bằng gỗ của các quán ăn này càng tô thêm vẻ đẹp cổ kính và thu hút thực khách đến đây. Một trong các quán ăn mà người dẫn chương trình Sato đề cập là Suhan Kawamoto. Bên trong, quán này được bài trí không khác gì mấy so với lúc được dựng lên cách đây 80 năm. Bầu không khí ấm cúng và đặc sản cá muối hong khô suốt đêm như giúp thực khách ngon miệng hơn. Món đặc sản này nổi tiếng nhờ cách hong khô cá muối rất khéo tay của đầu bếp. Mặc dù được hong khô suốt đêm, nhưng cá không bị khét nhờ hơi nóng của bếp lò được điều chỉnh vừa đủ. Một món ăn nổi tiếng khác của quán này là cơm trộn với lương và mận ướp muối. Thực khách luôn tỏ ra hài lòng với các đặc sản tại đây. Quán ăn thứ hai mà tôi muốn đưa các bạn đến đó là quán Bitlo Otis Hello, còn được gọi là quán ăn thân thiện. Cách trang trí bên ngoài quán ăn làm như đây là một quán ăn ở vùng nhiệt đới. Bước vào bên trong, điều đầu tiên thu hút sự hiếu kỳ của thực khách không phải là các món ăn, mà là một kệ sách to lớn. Ở tầng trên của quán cũng có kệ sách. Tại đây có rất nhiều sách dạy từ nấu ăn, nhiếp ảnh đến kiến trúc. Vừa thưởng thức các món ăn ngon, thực khách cũng có thể đọc sách ẩm thực để hiểu thêm về món mình đang ăn. Tầng trên của quán ăn là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ địa phương. Mọi người đều được chào đón nhiệt tình khi đến tham quan các tác phẩm này. Cũng giống như nhiều ngôi nhà cổ khác, quán ăn này có một khu vườn ở phía sau. Bầu không khí yên tĩnh giúp thực khách tận hưởng được vị ngon đậm đà của từng món ăn. Tsuboniwa là tên gọi của khu vườn phía sau một ngôi nhà ở Nhật Bản, nhất là nhà cổ. Không gian thoáng mát với màu xanh dịu của lá cây mang đến sự dễ chịu cho mọi người. Âm thanh của nước chảy từ ống tre xen lẫn với tiếng chuông gió
như tạo nên một dàn nhạc giao hưởng du dương. Tondaya là một trong những ngôi nhà cổ thu hút nhiều khách tham quan khi đến phố Nishidori. Các cánh cửa lớn của từng căn phòng trong nhà được bố trí giúp người trong phòng tiện ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn cây nhỏ. Cây cối tại đây tươi tốt quanh năm. Có những hòn đá nhỏ màu trắng được rải lên bề mặt các hòn đá xám, ví như một dải ngân hà. Cô Mineko Tanaka, quản lý ngôi nhà Tondaya, cho biết gió và các tia nắng mặt trời len lỏi qua tán lá tạo nên một không gian vừa thoáng mát vừa có màu sắc êm dịu. Căn phòng này đôi khi được sử dụng như một nơi để biểu diễn kịch nghệ. Khu vườn phía sau khán đài tạo nên một phong nền tuyệt đẹp mang đậm chất tự nhiên. Những chiếc hộp trang trí ngộ nghĩnh này được chế tạo có hình khuôn mặt với hai con mắt và cái miệng. Chúng được dùng làm cho căn phòng thêm sinh động và có vẻ hóm hỉnh. Đây là sản phẩm của cửa hàng Iremonya. Cửa hàng Iremonya chuyên bán các hộp chứa đồ đạc trong gia đình. Mỗi hộp đều có tên riêng. Các tên này được đặt như thế nhằm giúp trẻ con trong nhà dễ dàng nhận ra chúng và biết hộp nào đang cất giữ món đồ gì. Chúng giúp căn phòng sáng sủa hơn. Trong khi đó, bọn trẻ cũng tỏ ra thích thú với những cái hộp đựng đồ ngộ nghĩnh như thế. Chúng rất bền. Khi bọn trẻ ném đồ chơi vào trong hộp, chúng không bị hư hại gì. Những chiếc bánh này trông rất ngon. Chúng có nhiều hình dáng. Các thực phẩm trên được sản xuất tại cửa hàng Ryo Surugaya. Được xây dựng vào năm 1935, cửa hàng bán thức ăn ngọt này có bề dày lịch sử trong việc chế biến thực phẩm ngọt và đẹp. Khi đến Kyoto, nhiều người Nhật thường nghĩ ngay đến thực phẩm ngọt. Tại đây, người ta tạo ra những món ăn ngọt bán trên đường phố, rất hợp vệ sinh và rất được ưa chuộng. Cạnh cửa hàng bán thức ăn ngọt là Hori Kyurado, nơi bán khuôn đúc bánh ngọt hoạt động từ năm 1895 đến nay. Khuôn đúc có nhiều hình bông hoa khác nhau tượng trưng cho bốn mùa. Các khuôn bông hoa được thiết kế rất tỉ mỉ nhằm tạo ra các loại bánh ngọt có hình dáng bắt mắt. Bánh ngọt càng được ưa chuộng hơn khi người ta pha chế thêm màu sắc cho chúng. Ngoài các khuôn đúc làm bằng gỗ, còn có những khuôn bằng gốm để phục vụ việc bài trí các món ăn được nấu nướng khác. Điểm cuối cùng trong chương trình hôm nay là cửa hàng bán dụng cụ hỗ trợ nấu ăn Tsujiwa Kanaami. Các dụng cụ hỗ trợ nấu ăn đó thường được làm bằng đồng hoặc thép không rỉ. Ông Yoshi Tsuji, chủ của cửa hàng, ông đã làm việc trong 60 năm qua và đã khá quen thuộc với việc tạo ra các dụng cụ hỗ trợ nấu ăn bằng tay. Niềm đam mê của tôi đối với các sản phẩm thủ công chính là sự thấu hiểu nhu cầu giữa người tạo ra sản phẩm và người sử dụng nó. Mỗi sản phẩm có hình dạng khác nhau. Vì làm bằng tay nên tôi mất khá nhiều thời gian, nhưng khi hoàn tất, tôi rất hài lòng vì đã bỏ ra bao tâm huyết để có được sản phẩm ưng ý. Cùng làm với ông Yoshi Tsuji là con trai của ông, anh Yasuhiro Tsuji. Cha tôi là một người làm gương cho tôi noi theo, nhưng cha cũng là đối thủ của tôi. Tôi mong muốn sẽ giỏi hơn cha mình.
Chiếc dĩa nướng này là một trong những sản phẩm bán chạy nhất. Người sử dụng có thể dùng nó để nướng thịt, cá và kể cả nướng bánh mì. Chương trình Nét đẹp Nhật Bản hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.